Liên tục từ tháng 9 đến nay, các tỉnh miền Trung Việt Nam hứng chịu nhiều đợt mưa, lũ kéo dài bất thường. Đợt mưa muối kéo dài hơn 3 ngày vào trung tuần tháng Giêng vừa qua đã khiến toàn bộ rau củ quả vụ mùa đông xuân của các nhà vườn ở Quảng Nam hư hỏng nặng. Là hư tốt 10%, chỉ còn mốc là sơ sơ đó rồi. Ổ qua, dưa leo, bắp bị thúi, vô là không có chay hay thù. Cháy là thu đó, hoặc mưa ướt quá, hư hết trơn. Tết năm nay thôi, Tết năm nay bà con nông dân không có gì để thu hoạch bón mua đồ ăn hết. Vụ đông xuân này là coi như rồi á, không còn cái gì thu hết. Là do mưa muối này, mưa mà hứng cái xô là đang quinh luôn đấy. Cả nhỏ lặn lớn được chi cũng bị hết. Dưa leo là chắc sạch luôn, như tôi vốn qua là tôi nhổ là hơn xô dưa leo rồi. Phá luôn rồi, nhổ lấy rồi, chuẩn bị dưa bắp lại. Mưa trớ mùa hắn ri đây. Chú ý đồng ớt, mưa xuống là hắn thước của rễ nè, là hắn rụng ló, cái ớt không là phải núa là hư hãy tốn mừng đà, ra củ khóc là hết rồi đó. Ủa qua dưa leo này khóc, lây không nổi. Trừ còn tới chưa tới đây là ta bể rồi. Mấy năm là như vô bữa nay là hết còn kiếm được vô 30 triệu vô gì đó là để tiêu tới cho năm này mất tráng luôn. Không thu lại là được vậy rồi. Mà ma là không có lũ đó, chứ có lũ là cũng đi ráng sồ, cũng đi hay là còn chạy. Nhiều nhà vườn bị hư hại 100%, mất cả vốn liếng và công sức chăm trồng. Trước đây mưa liên tục, mà nói chung là từ tháng 9 bữa nay là mưa liên tục, không có ngày mưa nghỉ hết, nhưng mà có thời điểm mà một hơn ngày nén họ gieo cái tiếp tục mưa xuống cái thú lụt. Thiệt hại trời cũng như 100%. Anh hư cũng cỡ 8 sồ, nói chung là ổ qua nè, đậu ve nè, mướp nè, bí đô nè, dưa leo nè, cỡ tầm cỡ mấy chục triệu. Năm nếu như mà trời cho ái này là kiếm cỡ tầm cỡ 50-70, còn không thì mình mất đi cỡ tầm cỡ 30-40. Nếu năm này là thất thu và phở núa là 90%. Mưa cái đợt sương muối này, anh trồng trước là không hư, mà anh trồng trong mà cách đây cả hơi thoáng trở lại là hư thật trời. Dịch bệnh là mình bón đâu có được, không giống xuống chợ rồi. Khó khăn là giả tỷ là anh xuống đồng là bị phân cô nè, phân mà bữa nay 1,3-1,4 triệu bố. Có nhiều nhà không có tiền xuống giống nữa, phân cô quá mà. Vừa khó khăn vừa dịch bệnh, vừa là bị mưa hư hại nữa. Rồi vừa rầu lũ vô trang đi họ gieo lại 4-5 lần rồi kìa. Chưa có năm nào như năm nay là tâm sự chung của các nhà vườn tại Quảng Nam. Tết năm nay phải rất khó khăn rồi, không có trừ có năm mua mà như cái Tết của năm nay đâu. Rất khó khăn về tất cả là về so với mấy năm trước là về vụ Tết này là tới bữa nay là bán ta thôi, không được cái gì hết. Mà gió cỏ không ổn định nữa. Cũng như năm nay Tết năm nay thôi, bà con ở đây thôi, buồn chứ không có vui. Hiện hầu hết những hộ trồng rau tại xã Đại An, huyện Đại Lộc đều mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, mà theo họ nói đã được thông báo là 100.000 đồng một sào ruộng bị hư hỏng. Tuy nhiên, họ cho rằng 100.000 không thấm vào đâu so với thực tế thiệt hại mà họ đang gánh chịu. Như đâu có nhà nước cái hỗ trợ đó mà gây vô đâu có hỗ trợ gì đâu, chưa hỗ trợ đồng bọt không hết á. Vừa rồi có biểu kê khơ sổ, nghe nói gì hỗ trợ được 100.000, nghe nói không biết có không mà chưa thấy. Rất là khó khăn, nghĩa là không còn cách gì hình dung được nữa. Không khôi phục được, như là ro ra nụ đường ni là rụng hết. Còn như ổ qua là nó to đây nè, nhưng mà gì thúi cái đít là phải bả 100%, không thu là không được cái chết á. À, sổ mướp cũng thấy đường ni đây cũng thấy chết rồi, rây án chạy. Sợ yêu cầu nhà nước nếu như cho nhà dân này là hơi 5.000 là thu là để họ trả tiền mới đánh cho họ. Tiền phân bón giống mó là mấy chục triệu của cô đó, nhưng mà cô thu là không được bao nhiêu hết.